Nhận định bóng đá thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC, 19 giờ ngày 26 tháng 7, chung kết sớm của mùa giải. Trận đấu trên sân Thống Nhất chiều nay được xem là chung kết sớm của V-League 2019. Thực tế, kết quả thắng thua của cuộc so kè này vẫn chưa phân định ai sẽ là nhà vô địch của mùa giải, nhưng sẽ tác động nhiều đến cuộc bứt tốc ở giai đoạn quyết định. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bất ngờ lớn khi liên tục dẫn đầu V-League 2019, nhưng nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ vẫn không đánh giá cao họ, thậm chí vẫn xem đấy chỉ là một hiện tượng. Thêm vào đó, trận thua Hà Nội FC 0-1 ở lượt đi trên sân hàng đấy là thất bại đầu tiên của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Qua đó càng khiến giới chuyên môn có lý do để tin thầy trò ông Trung Phó có thể cạnh tranh với đương kim vô địch Hà Nội ở cuộc đua ngôi đầu. Tuy nhiên, càng về cuối mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Trung Hy Seong đã khiến mọi người phải dần thay đổi cách nhìn về họ với liên tiếp những trận đấu ấn tượng. Giờ đây, các đối thủ đã e rè hơn khi đối đầu với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhìn nhận họ mạnh và có đẳng cấp, chứ không còn là hiện tượng mặc ăn may như trước. Dẫu thế, cuộc tiếp đón Hà Nội FC vào chiều nay trên sân Thống Nhất mới là cơ hội thực thụ để câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đẳng cấp của mình. Qua đó cũng chứng minh họ chính là đối trọng thật sự với đương kim vô địch Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Vì vậy sẽ là một thách thức không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Trung Hy Seong, bởi đội khách đến từ thủ đô đang có lực lượng rất mạnh và được xem là khắc tinh của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đấu này, link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Sở dĩ nói vậy bởi từ ngày đội bóng mang tên Bác góp mặt trở lại ở sân chơi V-League hồi mùa giải 2017 đến nay, họ luôn là bại tướng của Hà Nội FC và đều thua đậm, trừ lượt đi V-League năm nay. Thế nên người hâm mộ và giới chuyên môn đang rất háo hức trước cuộc so kè này. Huấn luyện viên Trung Hy Seong đang có lực lượng mạnh nhất, và tương tự Hà Nội FC cũng vậy. Dù Đức Huy bị chấn thương nhẹ, đội hình của nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao hơn với dàn nội binh đa số là những tuyển thủ quốc gia, dẫn đến sức hút của đội khách trên khán đài vẫn cao hơn hẳn so với chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh, dù họ thi đấu trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu, huấn luyện viên Trung Hy Seong từng cho rằng tất cả các trận đấu còn lại của thầy trò ông ở V-League 2019 đều là những trận chung kết và cuộc đối đầu với Hà Nội cũng như các đối thủ khác mà thôi. Tuy nhiên, có thể thấy rõ chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh đang gặp sức ép rất lớn trong trận đấu này, nên điều quan trọng là các học trò của ông Trung phải giải tỏa được sức ép, bình tĩnh trước những mũi giáp công của đối thủ và chắc chiêu trong từng cơ hội nhằm giành được kết quả tốt nhất trước đối thủ số 1 ở cuộc đua ngôi đầu. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi hơn đội khách Hà Nội vỏn vẹn một điểm. Nhưng nhìn vào lịch sử đối đầu, không nhiều người tin họ có thể giành chiến thắng trước Hà Nội FC. Nhưng một điểm là điều họ hoàn toàn có thể làm được và giúp cuộc đua càng thêm hấp dẫn.